Mình chào tất cả các bạn nhé. Để tiếp nối cái thành công hôm qua khi mà mình thả lươn ấy được khá nhiều, và đặc biệt là ở chỗ này này là một cái thùng mà nó cũng được nhiều lươn. Ở đây cái giọ nào cũng được thì hôm nay mình dồn tất cả 20 cái giọ lươn vào trong cái thùng này. Rồi hết ở đây xong mình sẽ chuyển đến chỗ khác. Đấy hết. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhấc nhá. Và mình tránh cái trường hợp dài dòng như hôm qua là hôm nay mình ôm toàn bộ cái giọ lại để mà nhấc lên đổ cùng một lúc luôn. Chứ không như hôm qua là đổ từng cái một thì nó sẽ hơi lâu ấy. Đây mình vứt ở đi. Không biết nó có hay không, kệ nó. Mình không sờ. Để tránh ở đây. Ở đây bị mất một cái này. Có người lấy của mình các bạn. Có người lấy thì nó mới tụt hẳn cái này ra như này này. Họ giật lên đấy. Đêm họ nghịch. Đây. Có người nhấc lên các bạn. À không. Chả ngay gần nàng mà. Sao lại có người tắt mắt thế nhỉ? Mình đi kiếm ăn chứ mình có phải làm trò chơi đâu mà họ lại nghịch của mình nhỉ? À đấy đấy đấy, bị người ta vứt ở đấy mà. Đúng không? Đây, mến chỉ vào một cái ngoài này. Thế thì không phải bị mất mà là bị người ta vứt ra đây các bạn ạ. Kìa. Người ta rút mấy cái liền đấy. Đây. Người ta vứt hẳn ra ngoài đấy. Hay nhỉ. Hay là người ta tưởng là cái ống nhựa ấy thì là người ta nhặt lên. Người ta nhặt lên là người ta thấy là cái ống nhựa không có tác dụng gì, thế là người ta lại vứt đi. Mình nghĩ là như vậy. Vứt xa kia thì mình lấy kiểu gì? Đây đi, thằng này có thằng này có 3 cái nữa. Thế thì không bị mất. Một cái bị người ta vứt ra giữa. Ôi, ui, con gì nó quậy đấy. Mấy lúc thấy con gì nó quậy không? Ở đây có cá sấu to đấy. Có cá sấu to đấy. Sau thử làm một cái bộ bản câu cá sộp ở đây xem nào. Có lươn nhá. Đây, cầm thôi. Hình như là được một cái có lươn hay sao ấy. Chào thằng cháu. Không biết được con gì bây giờ chú mới ra đổ đây. Cái này không có này. Tiếp tục đến cái này. Không có gì. Cái này cũng không có nhỉ. Nạ ta. Ô. Nghi lắm nhá. Một con. Một con. Tèo rồi. Ôi 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 ôi, hai con to luôn. Ôi ôi. Ghê chưa? Wow. Hai con to thế. Ui. Ây, ơi con này nó tèo mất rồi. Ôi ở đây toàn lươn to thế này cơ. Cái cổ bác Long này rất chi là khó lấy nhá. Cái này nhiều nước quá mà này không có con gì. Cái đấy nó bị tắc. Hôm nay mình để ngâm hơi sâu. Ôi ôi. Ôi con này to thế. Tèo mất rồi. Ôi con này béo thế. Tiếc thế nhỉ. Uầy. Phí quá. Không có. Ô. Hôm nay thì được khoảng 4-5 con. 4-5 con toàn con to. Và bị tèo mất mấy con. Để mình đổ nước đây các bạn nhìn cho dễ.
to như lươn ở chợ. Hôm qua thì được toàn lươn bé, hôm nay thì được toàn lươn to. Tiếc quá là hai con lươn to hơn này nó tèo mất rồi. Đây. Đấy. Cái con này bằng những cái con hôm qua này, bằng cái con to hôm qua. Vẫn to hơn một chút đúng không? Đây, cái con này là bằng con hôm qua này. Đấy. Con này thì là nó khác lạ luôn. Cái con này kiểu như là nó nhìn giống như là lươn nuôi ở trong bể ấy. À đây, nật cái lưng lên thì nó cũng vẫn giống. Căn bản mình để ngửa bụng mới lại nó to hơn, nó già ấy. Thì là nhìn nó vàng. Đây, cũng tèo. À, con này vẫn sống. Có hai con thôi. Con này vẫn sống. Có hai con thôi. Con này tèo mất rồi. Đấy. Đây, toàn bộ là cái số lượng lươn mà mình đánh được từ hôm qua cho tới hôm nay. Bây giờ thì là mình sẽ mang đi mổ rồi là để mến hoặc là mẹ chế biến nhé. Mấy cái món này mình không có giỏi lắm đâu. Mình chế biến vụng lắm. Nhiều đấy. Thế này là ổn rồi chứ. Từ nay phải ra chợ mua mình nghĩ chắc cũng khối tiền đấy. Đây là rau và đây là lươn. Ây xa. Mình mời tất cả các bạn ăn cơm nhé. Mình bảo rồi đấy là cái món nấu ăn này này, về khoản nấu ăn là mình rất chi là kém. Thế là mình đã nhờ hết Mến với lại Ngọc Mai. Mến mẹ Ngọc Mai với Quỳnh là phụ mình. Thì bây giờ là mình đã có một cái đĩa lươn như thế này. Hôm nay thì Mến có chuẩn bị cho gia đình một cái bữa gọi là nem cuốn nhỉ. Nem cuốn gồm có xúc xích này, trứng này, trứng đà điểu đấy. Giò này, thịt này. Dưa chuột. Bây giờ mình sẽ cuốn thử cho bạn nhé. Đâu cái bát nước chấm đâu? Đây. Đây là sản phẩm của Quỳnh vừa hộ mình. Mình và tất cả các bạn nhé. To quá. Con trẻ nó kêu tay đấy, tay đấy. Đâu, con đấy giò mà. Con đấy giò đi. Giò đâu? Đấy là thịt. Đây, cho con miếng giò này. Cũng nâu ghê rồi, mình không quay về đà điểu con mới nở cho các bạn xem nhỉ. Đây là hình ảnh đà điểu con của mình. Bây giờ thì nó đứng được rồi và nó cũng đi lại được rồi. Nhưng mà vé đà điểu này nó khác hơn đà điểu trước một chút là kiểu như là nó bị đẻ non ấy. Trứng nó nở sớm hơn một ngày cho nên là nó ăn chậm lắm. Bình thường như đà điểu kia thì tầm nó khoảng 4 ngày, 5 ngày sau khi nở ra là nó đã ăn được rồi. Nhưng con này thì mới bắt đầu ăn vào được hai hôm nay thôi cho nên là người nó không được tròn, không được căng mọng. Đấy là cái lý do mà mình cũng ít quay tới đà điểu con cho các bạn xem. Nó phát triển chậm ấy. Đấy, thì mình sẽ phải dành thêm một cái thời gian nữa chăm sóc cho bé đà điểu này nó đặc biệt một chút. Vì là nó đẻ non ấy, như người đẻ non là còn phải nuôi trong lồng kính cơ. Đấy, cái con này thì nó lại nở trước một ngày. Cho nên là nó phát triển chậm hơn. Thì các bạn đợi mình nhé. Bây giờ nó ăn được rồi thì không còn phải no nữa. Mình chỉ sợ nó không ăn được thôi. Đấy, đây chính là nó. Mình vẫn phải ủ ấm. Đây, có ngày không? Thao mà. Đây, nhầm rồi, kẹp vào tay rồi. Mấy hôm nay mưa to mình có đi đánh được cá nhỏ đâu. Mưa to lớp đầy ấy là bắt cá nhỏ là hơi khó. Cá to thì mình vẫn bắt được, nhưng cá to thì bọn này nó lại không ăn. Đi chợ mua cũng không có. Thế đây, cứ kiếm được cái gì thì cho nó ăn cái đấy. Cái bé con này mình nuôi cũng được tầm khoảng chục hôm rồi nhỉ. Cái hôm nhận về thì nó bé tí mà nó toàn lông màu vàng thôi. Bây giờ nó lên lông màu đen rồi. Lông này là lông chính thức của nó đấy. Quê mình gọi đây là cò bợ. Cái con cò này nó mổ mắt ghê lắm này.
chứ nuôi nó lớn tí là mình phải thả nó đi, không các bé như mình mà lại thấy đẹp đẹp chơi gần nó mổ thì cũng không tốt. Nó chứ biết mổ đâu, nó vẫn cứ đòi bón đấy. Cá nó ăn khoái hơn, không ăn à? Ăn đi, khôn phết bằng tí đấy mà ăn khôn phết, không ăn, ăn được một miếng chắc là cũng no rồi. Đây nó cũng no rồi đấy, chứ còn thì đói nó cứ há mồm ra là mình ấn vào được mà. Vào nhà đấy, vào nhà bắt đầu tìm vào chỗ sâu quy đấy. À, không biết mình có nói đúng hay không, thế nhưng mà khi nuôi chim ấy, mình cảm giác cái con chim mái nó lúc nào cũng ngoan, thuần và sống tình cảm hơn là con chim trống. Đây điển hình như là có một bé chèn này này, là nó chung một cái đàn mà mình đã thả đi từ rất lâu rồi. Có con thì nó đi, có con thì nó ở lại. Thế nhưng mà cái bé chèn này là cái bé chèn mà mình không nhầm ấy, thì nó ở lại với mình từ cái thời đầu tiên mà mình thả nó đi. Ngày trước ấy, trời chuẩn bị mưa là mình có thể là ra vườn để tìm tòi những cái này cái kia quay cho các bạn xem. Nhưng mà từ khi mình thả những bé chè ra vườn ấy thì mình không dám ra khi mà trời chuẩn bị mưa nữa. Bởi vì là ra đọc sợ cái con chim nó tìm được chỗ nào mà nó trú mưa rồi, mình ra nó lại bay đi nó ướt mất. Đây, bây giờ thì mình thấy có một bé chè trong chỗ cửa nhà mình. Còn thì mấy bé nữa thì chắc là nó đang quanh quẩn ở ngoài vườn ấy. Ngoài này này. Đấy là cái tiếng của con bìm bìm đấy. Bìm bìm nhà mình nó lên tận đây nó chơi này. Mình đầu tiên là không biết nó đâu. Mình đang bước chân lên đây ấy, thì bỏ quái nạ. Lên đến đây tự nhiên lại thấy cái bé phân chim. Bé phân chim này mình nhìn lại rất chi là quen. Thế là mình đứng lại mình nhìn một tí. Hóa ra nghe ở trong này có tiếng kêu. Ôi trời ơi, bìm bìm nhà tôi nó lên tận đây nó chơi. Đây nó ở trong này này. Không nhìn thấy nó đâu, chỉ nghe thấy nó kêu thôi. Bìm ơi, mày niêu nhé, lên tận đây chơi cơ. Hay là nằm tổ ở đây chăng? À đây thấy nó rồi. Nằm tổ ở đây à? À chơi ở gần nhà thôi, ở đây người ta tưởng chim hoang dã người ta lại vô. Đây. Cái mỏ bẩn thế. Nó đi kiếm ăn ở đâu ấy? Lên tay. Lên tay về. Đi. Nào, đấy nó bước lên tay mình rồi đấy. Ừ, mình vẫn thả rông cho nó đi. À, cái con này nó đi nếu để mình chăn à? Con này nó đi khỏi nhà tầm nó khoảng 3 hôm rồi. Từ cái hôm mà ấy, từ hôm mà mình lên trên đục ngạn. Đúng rồi, từ hôm mà mình lên đục ngạn thì là nó đã đi rồi. Mình biết là không thể mất được, nhưng mà không ngờ là nó dám lên tận đỉnh đê nó chơi. Ghê không? Đây về nhà đi bịp. Cổng nhà đây. Xuống. Ờ nó không xuống kìa. Nhìn cái mặt mũi nó này, sạch không? Nó đi nó bới run bới đất hay là bới các thứ đấy. À, mấy hôm này á thì là cũng sắp sửa vào năm học mới rồi. Anh họa sĩ chắc anh ấy cũng bận cho nên là cũng chưa xuống để vẽ giúp mình nốt cái cửa cuốn cũng như là cái bức tranh ở vế bên này. Đây, ở bên này anh ấy bảo là anh sẽ vẽ cho mình thêm một cái con bìm bìm ở bên này nữa. Ở đây thì chưa có bìm bìm. Rất nhiều con chim của mình ở đây nó đông đủ rồi nhưng mà bìm bìm thì chưa có. Ở bên này có bìm bìm rồi này, nhưng mà nó bé quá. Anh bảo thế thôi, cái bức tranh ở bên kia nó vẽ được những con vật nó to ấy, thì anh thử vẽ con bìm bìm sang về bên đấy nhìn cho nó rõ. Đây các bạn có thấy con bìm bìm bên này không này? Nó nhỏ quá để ý kỹ mới thấy đúng không? Thì anh sẽ vẽ con bìm bìm chắc là nó ở khu vực này này. Anh bảo là vẽ là đây. Mình thấy anh bảo là anh sẽ vẽ ở khu vực này. À, bây giờ thì là cũng sắp sửa vào năm học mới rồi. Hôm nay mình có món quà để tặng cho Vân Anh nhà Quyên với lại Quỳnh nhà mình là thi đỗ cấp 3. Đó là mỗi đứa một chiếc xe đạp điện. Này giờ bây giờ mình cho chim vào nhà nhé, sau mình sẽ đưa hai bé nhà mình đi mua lấy một chiếc xe đạp điện. Vân Anh thích màu gì? Màu tím kia kìa. Màu tím nào nhỉ? Đây á, màu tím này. Thế nhưng mà lại không thích cái dáng xe này, căng nhỉ? Vân Anh thích cái màu này. Ờ, sao màu này mình nhìn không thích tí nào nhỉ? Vân Anh ơi, xem lại cái sở thích của Vân Anh đi nhá. Màu này ra
Thôi, bác bảo này, lấy cái màu này nó mới là hợp lý này. Đấy, cái màu này sang. Thế thì Quế cũng chở xuống cho mình nhé. Giới thiệu với các bạn đây là bạn Quế đẹp trai. Đấy, bạn đấy cũng cùng họ, cùng tên với mình. Chào cậu. Đấy thì bây giờ mình về, nếu mà cậu mà không bận nghỉ trưa thì cậu có thể chở luôn xuống cho các cháu, cho các cháu vui được không? Đấy, thì toàn bộ cái phụ kiện gì thì sau cậu lắp giúp mình nhé, sau về mình đỡ phải lắp. Thế quyết định làm quỳnh màu trắng nhỉ? Đấy, Vân Anh màu ghi xanh này nhỉ? Ờ được rồi, giải quyết. Bỏ khẩu trang ra Quỳnh. Xấu như bố còn dám tự tin cơ này, đúng không? Ngại gì mà. Đây là lễ giao xe các bạn. Bây giờ thì xe sẽ được em ấy trở về gia đình mình. Có phải ấy à? Này phải chia từ à? Ai cũng khỏe phết đấy. Ai rất là ngon đấy. Hết tiền. Xe đã về tới nhà rồi con. Cho vào đây cho nó mát đúng không? Anh em mà nghỉ tay uống nước với anh để sau anh gửi tiền.